là thách y thôi. Các bạn sẽ lót cái column vào. À, cái column này ở đây nó có column. Các bạn không dùng column nha, column là cụm kiến trúc. Đấy, các bạn chỉ dùng footer. Đây, footer này. Rồi các bạn vô column. Các bạn vô concrete, concrete là bê tông á. Này, chọn này. Footer. Column. Còn các bạn chọn vô Architect nè, nhưng mà ở đây có column nè. Chúng ta column. Đấy. À. Rồi, ở trong cái đây. Các bạn sẽ lót family vào. Đấy, lót family vào. Ở đây chúng ta nè. Ở đây có phần chúng ta. Chọn column. Đấy. Chọn con rít ha. Ở đây có cục rít tăng. À. Ở đây các bạn chọn cục rectangle nha. Đó, rectangle column nè. Tại vì sao không chọn cột vuông? Tại vì cái cột hình chữ nhật này nó có thể làm được hai cái nha. Đó là dài cả những cái chữ nhật nha. Dài luôn. Nó bắt tầm. Nó có nút cuối dòng nè. Nhảy ra. Không, cái quên. Không tiếp, không tiếp, 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 đó. Rồi ví dụ anh chọn ha, chọn cái cột rít tăng nè, lóc nó vào, đấy, mình để lóc nó vào được chưa? Đấy. Ở đây mình chỉ chọn là 2, và mình chỉ cho nó cao lên lầu 1, được chưa? Lầu 1. Ở đây có thằng lưới nè, S tại lưới nè, S tại lưới nè. Rồi mình sẽ quét cái này, nó sẽ hiện lên cột, bấm phím định, rồi xong. Đấy, được một đóng cột như thế này. Yeah.